camera ở góc phố ghi lại toàn bộ diễn biến vụ trộm xe điện. Hai người đàn ông đi xe máy đến gần chiếc xe điện đang được bọc ngoài vỉa hè. Tên cầm lái mặc đồng phục của một hãng xe ôm công nghệ giả vờ đổ xe đợi khách. Trong khi đó, tên ngồi sau ngó nghiêng xung quanh rồi nảy ra ý định bê nguyên chiếc xe điện vì không mở được khóa. Xem chừng chiếc xe khá nặng, cả hai ra sức nâng lên yên sau của xe máy rồi tẩu thoát. Tên ngồi sau thậm chí còn chưa ngồi lên xe. Không rõ kết cục của chúng ra sao. Camera bóc cảnh hai tên trộm xe ra tay giữa phố, pha xử lý còng kềnh cuối clip gây bất ngờ nhất. Dân mạng tỏ ra bất ngờ với độ liều lĩnh của hai tên trộm. Đời chủ nhà ai, đi trộm xe còn bê nguyên cả cái xe nặng đi như thế bao giờ? Bọn này chắc là bấn lắm rồi, tài khoản Phạm Đông nhận xét. Còn mặc áo xe ôm công nghệ để đánh lừa thiên hạ à? Thủ đoạn tinh vi khó lường, xe điện to tướng thế kia cũng cút đi được, chắc chắn sẽ bị người đi đường nghi ngờ, một dân mạng khác bình luận.